Bài 52 tương với phần cuối bài 23 quyển 2. 第52课. Đầu tiên là từ cổng, ngoài cửa. Nguyên văn là cửa, miệng. 门口. Mẫn. Mẫn. Khẩu. Khẩu. Mẫn khẩu. Mẫn khẩu. Âm Hán Việt là môn khẩu. Cửa nhà. Gia mẫn khẩu. Gia mẫn khẩu. Cũng có thể có nghĩa là cổng nhà. Cổng ký túc xá. Xu sở mấn khẩu. Xu sở mấn khẩu. Cổng trường. Xuế xào mấn khẩu. Xuế xào mấn khẩu. Xe đến cổng trường xong, nguyên văn là xe đến rồi cổng trường. 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 Lúc tôi định xuống xe, lúc tôi phải xuống xe. 我要下车的时候. 我要下车的时候. Bây giờ là từ nói chuyện. 说话. 说. 说. 话. 话. 说话. 说话. Những động từ có cấu tạo từ một động từ, một tân ngữ như 说话. 睡觉. 上课. Được gọi là động từ ly hợp. Nói rất nhiều lời. 说很多话. 说很多话. Nói chuyện một lát, nguyên văn là nói một lát chuyện. 睡会话. 睡会话. Nói lời gì, nói chuyện gì. 说什么话. 说什么话. Đã nói chuyện gì. 说了什么话. 说了什么话. Hay nói muốn đối với bọn họ, muốn với bọn họ. 想对他们. 想对他们. Nói rất nhiều lời. 说很多话. 说很多话. Muốn nói với họ rất nhiều lời, nguyên văn là muốn đối với họ nói rất nhiều lời. 想对他们说很多话. 想对他们说很多话. Hãy nhắc lại, xe đến cổng trường xong. 车到了学校门口. 车到了学校门口. Lúc tôi định xuống xe, lúc tôi phải xuống xe. 我要下车的时候. Muốn nói rất nhiều lời với họ. 想对他们说很多话. 想对他们说很多话. Nhưng mà, hãy nghe và nhắc lại. 可是. 可. 可.
是是可是可是 Trong đó từ 可 đã học trong 可以 Nhưng mà đường quá xa rồi 可是路太远了可是路太远了 Nhưng mà mình lạc đường rồi 可是我迷路了可是我迷路了 Nhưng mà tôi không muốn nói 可是我不想说可是我不想说 Nhưng mà tôi phải xuống xe rồi 可是我要下车了可是我要下车了 Bây giờ là cách nói biết với nghĩa biết một kỹ năng, không phải chỉ biết một số thông tin cụ thể như 知道. Hãy nghe và nhắc lại từ này. 会 会 Âm Hán Việt là hội, từ này đã học trong cụm 一会 Biết nói tiếng Trung.会说中文会说中文 biết làm cơm 会做饭会做饭 biết viết chữ Hán 会写汉字会写汉字Không biết uống bia. 不会喝啤酒。不会喝啤酒。Chỉ biết nói. 只会说。只会说。Nhưng mà tôi chỉ biết nói.可是我只会说可是我只会说 Nhưng mà tôi chỉ biết nói một chút 可是我只会说一点儿可是我只会说一点儿 Nhưng mà tôi chỉ biết nói tiếng Trung可是我只会说中文可是我只会说中文 không biết nói tiếng Anh 不会说英文不会说英文 Bây giờ hãy nhắc lại xe đến cổng trường xongTrưa đào lờ xuế xào mấn khẩu. Trưa đào lờ xuế xào mấn khẩu. Lúc tôi phải xuống xe. Wo yào xà trơ đờ sờ hậu. Muốn nói với họ rất nhiều lời. Xiáng đuổi tha mần suô hẳn đuô hòa.想对他们说很多话。Nhưng mà tôi chỉ biết nói cảm ơn, tạm biệt. 可是我只会说谢谢,再见。可是我只会说谢谢,再见。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Còn lấy cái khăn nữa. Hãy nhỏ bía đỡ. Số điện thoại. Điện thoại khảo mã. Nhẹ, nặng.
Chiên, trộn. Lâu lắm không gặp. Hào chiều bố chiền. Giám đốc. Chiên lý. Lên mạng tra tài liệu. Sàng hoàng tra tư liệu. Nghỉ ngơi, nghỉ. Xiu xỉ. Dì, cô. A ý. Đi du lịch. Chuy lì xính. Dù mình tưới hoa. Mang mùa treo hoa. Đương nhiên là được. Tăng rán khứ ý. Tốt nghiệp đại học. Đại học bị yể. Ngày mấy tháng mấy? Chí yuệ chí hào. Thì ở phòng của mình. Chiều dài của tờ phán chiên. Buổi sáng có 2 tiết học. Sáng ủ yếu 2 chế khở. 11 giờ ngủ. 11 điểm suy chào. Phải đem cơm trưa. Yào đại ủ phản. Cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Cảm thấy xin chính hẳn yu khoai. Cực kỳ vui mừng. Phi chẳng cao xịn. Ở phía tây thư viện. Giải thú sư quản xi biên. Phía đông là nơi nào? Phía đông là địa phương gì? Đông biên sư sở mơ địa phòng. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ đó rẽ trái. Đảo hồng lưỡi tân nà vàng chúa quái. Một tòa nhà lớn màu trắng. Ý chùa bái sửa tờ tả lấu. Lạc đường rồi. Mí lù lọ. Đi vào trong thành chơi. Chủy chẳng lì vãn. Bến xe buýt. Cung cung chỉ chưa chẳng. Tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. Wo sùng nǐ. Phía trước có một nam sinh. Qiān biān yǒu yī gè nán shēng. Nói với tôi. Duì wǒ shuō. Ngồi xe số 375. Zuo 375 lù chơ. Mua vé cho tôi. Gây wo mái piào. Thôi, có mỗi một tệ. Nguyên văn là, thôi rồi đi, mới một tệ. Xoàn là bà, chả ý khoải. Không cần tiền. Bú yào chén. Cổng trường. Xuế xào mấn khẩu. Nhưng mà chỉ biết nói. Khờ sư chỉ hội xua. Nói rất nhiều lời. 说很多话。